chào các em. Ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em cùng giải một bài tập về mô hình lăng trụ đứng tam giác. Và bài tập chúng ta cùng giải là bài tập 6.9 trang 72. Cho lăng trụ đứng tam giác ABC A'C' có đáy là tam giác đều. Mặt phẳng A'BC tạo với đáy một góc 30 độ và diện tích tam giác A'BC bằng 8. Hãy tính thể tích của khối lăng trụ. Đây là một đề thi với mức độ yêu cầu là đáp ứng với lại kỳ thi tốt nghiệp hàng năm, cũng không quá khó. Và sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em chúng ta cùng nhau giải quyết bài toán này. Trước hết, vì đây là một bài tập hình học, cho nên điều đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ mô hình lăng trụ đứng. Rất đơn giản, không có gì khó khăn, chúng ta sẽ vẽ được ngay. Trong bài toán này có cái vấn đề giả thiết liên quan tới góc giữa mặt phẳng A'BC và đáy. Cho nên tiện cho việc kiến thiết góc, chúng ta chọn tên A'B'C' là nằm phần bên trên, tam giác ABC nằm dưới. Việc đầu tiên đứng trước một bài toán hình học là chúng ta nên viết cái công thức để tính ra kết quả bài toán. Từ đó chúng ta định hướng chúng ta cần phải tìm những điều gì. Và bài toán yêu cầu chúng ta tính thể tích của khối lăng trụ BC A'B'C' và cái công thức của nó là bằng diện tích đáy, ví dụ là tam giác ABC nhân với một đường cao. Thì đây là mô hình lăng trụ đứng nên nó chính là cạnh bên AA hoặc BB' hoặc CC'. Ở đây ta chọn là AA'. Thì dễ dàng nhận ra bài toán này các em chưa có thông tin gì về đáy cũng như là về đường cao. Và bài toán này chúng ta phải đi tìm một lúc cả hai dữ kiện. Thì vừa rồi đề thi tốt nghiệp năm 2014 cũng là một mô hình về hình tròn và cũng không biết đáy và không biết cả đường cao. Để các em lưu ý nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm góc mặt phẳng A'BC và đáy. Thế thì đây cũng là một cái phần bài tập đơn giản các em đã được học ở lớp 11 và đầu năm 12 thầy cũng đã ôn lại. Việc đầu tiên, chúng ta xác định giao tuyến của hai mặt phẳng A'BC và ABC. Dễ dàng các em có được đó chính là đường thẳng BC. Đúng không? Bước thứ nhất, chúng ta xác định giao tuyến của hai mặt phẳng cần cùng góc. Bước số 2, các em cùng nhớ lại nào. Chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Bước 2, từ cái điểm A phẩy thuộc cái mặt phẳng bên này, phía A phẩy BC, chúng ta chiếu vuông góc xuống cái mặt phẳng phía bên kia. Chúng ta dễ dàng được đó chính là đường thẳng A phẩy A. Bước số 2 cũng hết sức là đơn giản. Bước số 3, từ cái chân đường vuông góc mà các em vừa chiếu được, chúng ta lại tiếp tục chiếu vuông góc vào cái giao tuyến ở bước 1. Vậy thì câu hỏi đặt ra, cái chân của đường vuông góc đó ở đâu? Thì ta để ý một chút, cái hình này, hình tam giác ABC là tam giác đều. Mà các em biết rồi, tam giác đều thì đường trung tuyến cũng là đường cao. Do chúng ta dễ dàng nhận ra, từ A này em chỉ cần kẻ một đường trung tuyến A thôi là nó chính là cái đường vuông góc ta cần tìm. Và như thế, ta có cái cặp điểm A ở bước số 2 kẹp với cái điểm M là trung điểm ở bước số 3. Ta tạo được cái góc cần, đó chính là góc AMA bằng 30 độ. Đấy. Như vậy chúng ta nhớ nhé. Bước 1 chúng ta tìm giao tuyến của hai mặt phẳng. Bước 2 từ cái điểm mà không thuộc giao tuyến ở phía bên này chiếu vuông góc xuống mặt phẳng bên kia. Bước 3 từ cái chân đường vuông góc chiếu đó, các em kẻ tiếp vuông góc vào đường giao tuyến thì hai cái điểm ở bước số 2 kẹp lấy cái điểm mới sinh ra ở bước số 3 thì sinh ra cái góc cần tìm. Thế bây giờ dựa trên cơ sở cái góc này, chúng ta cùng tiếp tục khám phá bài toán. Đây, bài toán này lại mô hình là không biết gì cả về tam giác đáy. Các em nhớ lại xem thầy đã dặn dò như thế nào nhỉ? Nếu như cái đáy mà chúng ta không có thông tin gì cả, tốt nhất chúng ta đặt ẩn phụ và sau chúng ta đi tìm nó. Ở đây đáy là một tam giác đều, cho nên chúng ta hãy đặt ẩn phụ là x cho một cái cạnh nào đó. Thầy đặt x là cạnh BC chẳng hạn nhé. Thế thì chúng ta có được điều gì từ cái x này nhỉ? Chúng ta theo quán tính là đường trung tuyến của tam giác đều cạnh A thì có độ dài bằng A căn 3 trên 2. Vậy thì đường trung tuyến của tam giác đều cạnh x nó sẽ có độ dài là A căn 3 trên 2. Như vậy, thầy đặt BC bằng x, có AM bằng x căn 3 trên 2. Ta quay lại với giả thiết một chút. Giả thiết nói rằng diện tích tam giác A'BC bằng 8.
mà các em dễ dàng nhận ra diện tích tam giác BC bằng 1/2, đấy là BC nhân đường cao. Dễ dàng em suy luận ra được đường cao tam giác này chính là AM. Các em sẽ dễ dàng chứng minh được điều đó. Thầy hướng dẫn sơ sơ nhé. Các em thấy BC là vuông góc với AM này. Đấy, BC lại vuông góc với AA phẩy. Cho nên BC vuông toàn bộ với mặt phẳng A phẩy M. Nên dĩ nhiên BC vuông góc với A phẩy M. Và do đó ta có diện tích nó bằng 1/2 BC nhân A phẩy M. 8. Vậy thì trong cái công thức này chúng ta đã biết những thông tin gì? À, đã có BC bằng X rồi. Vậy nhu cầu đặt ra chúng ta tính A phẩy M bằng 8. Thì đây em lại thấy cái đoạn thẳng A phẩy M này nó nằm trong cái tam giác gì đây? À, nó nằm trong tam giác A, A phẩy M. Và tam giác này có góc 30 độ có cạnh AM bằng X. À, gợi cho ta một sự tương quan để tìm ra A phẩy M. Các em sẽ dùng công thức gì nhỉ? À, chúng ta thấy AM là cạnh kề với 30 độ. A phẩy M chính là cạnh huyền trong tam giác vuông A phẩy A M. À, do đó kề và huyền cốt không hư. Như vậy các em sẽ dùng thức cốt. À, cốt bằng kề chia huyền, vậy huyền bằng kề chia cốt, và từ đó các em dễ dàng suy ra được A phẩy M sẽ bằng AM cạnh kề chia cho cốt góc 30 độ, thì chúng ta tính toán dễ dàng ra được là X. Và từ đó bây giờ chúng ta ráp lại một cái công thức diện tích trên đây. À, ta sẽ có là 1/2 BC là X này, A phẩy M cũng bằng X này. Như vậy có cái tích này bằng 8 hay là X bình phương bằng 16, dễ dàng các em nhầm ra được, một đứa lớp 5 nó cũng nhầm được. À, X bằng 4. Đấy. Thầy nói đùa đấy, lớp 5 nó không nhầm ra đâu, chắc cũng phải lớp 6. Thế thì bài toán tới đây có lẽ thầy không cần phải hướng dẫn thêm nữa để đỡ mất thời gian suy luận của các em. À, với X bằng 4 các em sẽ tính ra được diện tích tam giác đáy là bao nhiêu. Với X bằng 4 thì các em có được trực tiếp luôn cạnh AM. À, và từ có cạnh này kết hợp với góc 30 độ các em sẽ suy ra được cạnh phẩy. Hoặc nếu các em không thích kết hợp góc 30 độ, với bằng 4 em suy ra được AM này, em suy ra được A phẩy M là cạnh huyền, từ đó em dễ dàng tính ra được cạnh vuông A phẩy. Như vậy bài toán tới đây không còn gì là phức tạp nữa, và thầy nghĩ rằng các em sẽ tự mình giải quyết được. Chúc các em thành công.